Ok, chào mừng tất cả em đã quay trở lại kênh YouTube của Phan Vlog. Thì nay em sẽ làm clip hướng dẫn tất cả anh em cách xóa và thay xóa người ở trên một tấm ảnh nhé anh em. Thì để xóa được thì anh em cần phải tải cho mình một cái ứng dụng PicArt. Thì bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng PicArt này lên và mình sẽ xóa thử một cái vật gì đó để cho anh em xem thử nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng PicArt này lên. Sau khi anh em mở cái ứng dụng PicArt này lên, nó sẽ có giao diện giống như này. Thì anh em bấm vào phần dấu cộng này cho mình. Sau đó anh em chọn một cái tấm ảnh mà anh em muốn xóa vật nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái tấm ảnh bất kỳ đi. Thì mình sẽ mở cái tấm ảnh này lên. Bây giờ mình sẽ xóa thử một cái vật cho anh em xem nhé. Thì ở đây mình sẽ xóa cái biểu tượng Google AdSense này đi. Thì để xóa được anh em bấm vào phần công cụ cho mình. Rồi sau đó anh em bấm vào phần gỡ bỏ. Rồi sau đó anh em bôi đỏ cái vật mà anh em muốn xóa nhé. Sau khi bôi đỏ xong thì anh em bấm vào phần gỡ bỏ này cho mình. Thì cái quá trình gỡ bỏ này anh em cần phải bật kết nối mạng wifi 3G lên nhé anh em. Thì như vậy là mình đã xóa bỏ thành công rồi nhé. Sau khi xóa bỏ thành công thì anh em bấm vào phần dấu tích này thì sẽ được thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn cách xóa thứ hai cho anh em nào mà không làm được cái cách một nhé. Thì cách thứ hai ấy, anh em bấm vào phần công cụ cho mình, rồi sau đó anh em bấm vào phần nhân bản. Rồi ở đây thì anh em zoom cái hình ảnh này to lên. Rồi lần đầu tiên nó đang ở cái chế độ như thế này. Thì anh em bấm vào tích vào phần trắng này cho mình. Rồi sau đó nó đã chuyển qua cái phần thanh bút chì này rồi. Thì anh em chỉ việc là tẩy đi thôi. Đó, đây là bước làm thủ công nhé. Rồi sau khi làm được như thế thì anh em bấm vào dấu tích này. Rồi sau đó anh em bấm vào phần mũi tên. Rồi sau đó anh em bấm phần lưu. Rồi anh em bấm phần lưu về thư viện. Vậy là đã xong rồi nhé. Rồi thì clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo. Chúc tất cả anh em thành công. Nếu mà anh em còn thắc mắc hoặc là chưa hiểu gì thì anh em cứ comment ở bên dưới, mình sẽ chia sẻ và giải đáp nhé.